cây hoa màu gà chữa bệnh gì lưu lại bài thuốc khi cần hoa màu gà là một cây thuộc họ dền có thân mềm sống lâu năm được trồng nhiều tại nước ta với mục đích chữa bệnh và làm cảnh cây màu gà là một vị thuốc đông y được sử dụng nhiều với tác dụng điều trị một số bệnh liên quan tới đường tiết niệu sinh dục bệnh đường tiêu hóa một cây màu gà có đặc điểm gì Cây hoa màu gà là một loại thực vật có hoa thuộc họ rền. Cây thân mềm, cho ra hoa rất đẹp và có nhiều màu sắc khác nhau như đỏ, trắng, vàng, cam. Trong đó, có hai loại hoa màu gà trắng và đỏ là hai loại được tìm thấy nhiều nhất ở nước ta, cũng được sử dụng nhiều để làm thuốc và trồng làm cảnh. Cây hoa màu gà trắng Cây màu gà trắng còn có các tên gọi khác như thanh lương tử, màu gà đuôi nheo, bạch kê quan hòa. Màu ga trắng có tên khoa học là Celosia argentia l. Celai aries v. Kép, thuộc họ rền am aranthea. Cây mọc quanh năm, thân thẳng và nhỏ, vỏ bên ngoài nhẵn, phân thành nhiều cành. Chiều cao mỗi cây dao động từ 0,3 đến 2 mét. Lá cây màu gà trắng mọc so le, lá nguyên, hình mũi mác nhọn ở đầu. Màu gà trắng cho ra hoa vào mùa xuân đến mùa hè trong năm. Hoa có màu trắng hoặc hơi hồng, mọc ở ngọn hoặc đầu cành, không có cuống. Mỗi bông có thể dài từ 3 đến 7 cm. Quả dạng năng chứa nhiều hạt dẹt sắc đen hoặc nâu đỏ nhỏ. Cây có thể mọc hoang hoặc được trồng ở khắp mọi nơi làm cây cảnh, lấy dược liệu. Cây hoa màu gà đỏ cây hoa màu gà đỏ còn được gọi bằng nhiều tên khác như bông màu gà đỏ hay kê quan hoa tên khoa học là celosia cristata L. đây là một loại cây sống lâu năm có thân cứng và có nhiều cành nhãn bóng lá dài nhọn có cuống và có các phiến là nguyên hình trứng hoa có màu đỏ tươi hoặc đỏ mận cứng nhăn nheo tương tự như màu gà quả cây màu gà đỏ có hình trứng hoặc hình cầu Bên trong có chứa 8 đến 10 hạt màu đen, vỏ ngoài bóng. Bộ phận dùng làm thuốc, cả cây màu gà trắng và đỏ đều sử dụng các bộ phận gồm hạt, cụm hoa và mầm non để làm thuốc. Cách thu hái. Hoa và hạt thường được thu hoạch vào tháng 9 đến tháng 10 hàng năm khi hạt chín. Cụm hoa được cắt đem về phơi hay sấy khô. Đập nhẹ để tách lấy hạt sau đó đem phơi lại lần nữa cho dược liệu thật khô sẽ bảo quản được lâu hơn mầm non của cây được thu hái vào bất cứ thời điểm nào trong năm thành phần hóa học màu gà trắng chứa chất béo và một số hoạt chất kháng sinh tiêu viêm còn cây hoa màu gà đỏ có chứa betanin các chất dinh dưỡng yếu tố vi lượng an thọ xia và hạt cũng có chứa chất béo 2. cây màu gà có tác dụng gì tác dụng cây màu gà đỏ tác dụng của màu gà đỏ theo y học cổ truyền theo đông y thì hoa màu gà đỏ vị ngọt tính mát có công dụng thanh nhiệt trừ thấp lương huyết chỉ huyết thường được sử dụng chữa các chứng bệnh như lị trực khuẩn hoặc amip trĩ xuất huyết thổ huyết nôn da máu ho da máu chảy máu mũi tiểu buốt và tiểu da máu băng lậu rong huyết rong kinh băng huyết di tinh cao huyết áp đái dưỡng chấp nổi mày đay. Theo nghiên cứu của y học hiện đại, trong hoa màu gà đỏ có các chất dinh dưỡng và hoạt chất như chất đạm, chất béo, các axit folic, các vitamin B1, B2, B4, B12, C, D, E, K, các loại axit amin như tryptophan, lysin, nhiều nguyên tố vi lượng. Vì vậy hoa màu gà đỏ được xếp là một loại thức ăn có tính bổ dưỡng cao. Tác dụng hoa màu gà trắng Cây hoa màu gà trắng theo đông y có tính hơi hàn, vị đắng, quy vào kinh can có tác dụng thanh can, sáng mắt, chống viêm, giúp cầm máu, khu phong thành nhiệt. Được sử dụng để điều trị cao huyết áp, ho ra máu, lị trực khuẩn, chảy máu mũi, lòi giom chảy máu, tiểu buốt, tiểu rắt, bế kinh. 3. Cây hoa màu gà chữa bệnh gì? Hoa màu gà đỏ chữa bệnh gì? Hoa màu gà đỏ được sử dụng trong điều trị bệnh cao huyết áp, các chứng chảy máu, bệnh dị ứng, điều trị lị trực khuẩn hay lị amip, trĩ xuất huyết. Một số bài thuốc được sử dụng điều trị bệnh từ hoa màu gà đỏ. Hỗ trợ điều trị cao huyết áp, hoa màu gà đỏ 3 đến 4 cái, hồng táo 10 quả, sắc lên khoảng 30 phút dùng uống hàng ngày. Mày đay Hoa màu gà dùng cả cây sắc uống và ngâm rửa. Nếu như nốt sẩn màu đỏ thì dùng hoa màu đỏ. Nếu như sắc trắng thì nên dùng hoa màu trắng. Chị nôn ra máu. Kê quan hoa dùng cả cây khoảng 20g lượng vừa đủ, sắc uống. Bệnh lị trực khuẩn hoặc amip, hoa màu gà sắc uống. Nếu như phân có máu thì dùng hoa màu đỏ, bạch ly, phân chỉ có nhảy thì nên dùng hoa màu trắng. Chị chảy máu kê quan hoa và phòng phong dùng lượng bằng nhau, sấy khô tán bột, làm thành viên to bằng hạt ngô đồng, mỗi ngày uống 70 viên với nước cơm và uống khi đói. Hoa màu gà trắng dùng chữa bệnh gì? Hoa màu gà trắng được sử dụng để điều trị ho ra máu, lị trực khuẩn, chảy máu mũi, trĩ chảy máu, tiểu buốt, tiểu rắt, bế kinh, mụn nhọt. Nôn ra máu, hoa màu gà trắng tươi 24 gram loại khô dùng 12 g hầm với phổi lợn, chia ăn trong ngày. Hoặc dùng hoa màu gà trắng sao 30 g tông lưu thán 30 g khương hoạt 30 g các vị tán thành bột mịn, uống mỗi lần 6 g với nước cơm. Tiểu buốt và tiểu da máu, hoa màu gà trắng đốt tồn tính, mỗi ngày uống khoảng 15 đến 20 g với nước cơm hoặc dùng hoa màu gà 15 g sắc uống. Di tinh, hoa màu gà trắng 30 g Kim tiền thảo 15g, kim anh tử 15g, sắc uống trong ngày. Đại tiện ra máu, hoa màu gà sao cháy tán bột, uống mỗi lần 6 đến 9g, mỗi ngày uống 2 đến 3 lần. Chỉ lở loét, hoa màu gà 3g, ngũ bội tử 3g, một chút bằng phiến, tất cả tán bột, trộn với mật lợn sau đó bôi lên vùng lở loét. Bế Kinh Hoa màu gà tươi 24g hầm với 60g thịt lợn nạc, sau đó chia vài lần ăn trong ngày. Khí hư bạch đới, khí hư màu trắng thì dùng hoa màu gà trắng, xích đới, khí hư có màu đỏ thì dùng hoa màu gà đỏ, sấy khô tán bột, mỗi ngày uống khoảng 9g vào sáng sớm khi đói. Hoặc dùng hoa màu gà trắng 15g, bạch chuột 9g, bạch linh 9g, bông mã đề tươi 30g, trứng gà 2 quả sắc uống hàng ngày. Băng lậu, da máu âm đạo nhiều, hoa màu gà khô 24g sắc uống, hoa màu gà trắng 15g, phòng phong 6g, tông lưu thán 10g. Sắc uống, hoa màu gà và chắc bá diệp lượng bằng nhau, sao cháy tồn tính, mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần 6g. Hoa màu gà không chỉ là một cây được dùng làm cảnh mà còn là vị thuốc được sử dụng để chữa nhiều chứng bệnh, một loại thức ăn bổ dưỡng. Tuy nhiên, trong những trường hợp bệnh dùng biện pháp thuốc đông y không hiệu quả bạn nên thăm khám để được tư vấn dùng thuốc đúng. Cảm ơn bạn đã xem video này. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi và theo dõi những video hay về những cây dược liệu quý.